Cô Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông. Mến chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở âm nhạc lớp 7 nha các em. Về cái bài cũ tuần vừa rồi cô dạy cho các em. Em hãy cho biết một số thể loại bài hát. Thì cô cũng nói luôn là vừa qua cô đọc một số bài của các em đã trả lời. Cô muốn nhấn mạnh các em là ở đây cô chỉ giới thiệu về 6 thể loại, chứ thật ra ở chúng ta có rất nhiều thể loại nhạc nha các em, nhưng mà cô chỉ giới thiệu chúng ta sơ nét 6 là thể loại thôi. Thì cô thấy các em làm bài trên đó thì có người thì nói là thể loại rock nè, thể loại bolero vân vân, các em tìm hiểu rất là hay, có nhiều câu trả lời cô thấy các em có cái sự tìm tòi. Nhưng mà ở đây thì các em chú ý là cái nội dung bài cô truyền tải các em nội dung gì, thì khi làm bài các em chỉ cần trả lời cho cô cái nội dung mà cô vừa truyền tải cho các em thôi. Thì các em nhớ giùm cô là có 6 thể loại bài hát mà trong cái bài cô dạy nha. Thứ nhất là hát ru, thứ hai là nhạc hành khúc, thứ ba là bài hát lao động, thứ tư là bài hát trữ tình tình ca, thứ năm là bài hát sinh hoạt vui chơi, và cuối cùng là bài hát nghi lễ nghi thức nhé. Và cũng dặn các em luôn là các bạn tham gia lớp học âm nhạc còn rất ít nha. Cô mong rằng tất cả chúng ta, những bạn nào chưa vào, những bạn nào đã vào, chúng ta rủ các bạn chưa vào, chúng ta vào cùng nhau để học nhé. Vì những bạn nào mà không cập nhật bộ môn âm nhạc này thì khi đi học lại, cái điểm kiểm tra 15 phút coi như các em bị thiếu nha. Tất cả vào cập nhật đúng cái môn âm nhạc này thì chúng ta sẽ được cái điểm kiểm tra 15 phút. Nên do đó tất cả cố gắng các em nào nhắc các bạn chưa vào chúng ta vào học nha các em. Các em thân mến, 4 mùa trăm năm, mùa nào cũng xinh đẹp lạ thường. Xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi, nảy lọc. Dưới nắng hạn, cây trong vườn đơm trái ngọt. Các cô cậu học trò mới được nghỉ hè. Mùa thu, với vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rằm rước đèn phá cổ. Mùa đông, có bếp lửa bập bùng trên mái sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Mỗi mùa đều có một đặc trưng riêng, thật đẹp. Hôm nay cô muốn giới thiệu cho các em về khúc ca bốn mùa. Khúc ca bốn mùa, tác giả, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Hải. Cô muốn giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Hải. Nhạc sĩ Nguyễn Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1958 ở Quảng Bình. Hiện ông đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một số ca khúc tiêu biểu của ông như Từng hạt mưa ru, Suối nguồn yêu thương, Khúc ca bốn mùa. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài hát Khúc ca bốn mùa. Thì các em thấy ở miền Nam chúng ta thật sự ra chỉ có hai mùa, đó là mùa nắng và mùa mưa thôi. Còn ở ngoài miền Bắc thì chúng ta mới có đủ bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Thì các em thấy khúc ca bốn mùa ở đây đem tới cho chúng ta cách nhìn về thiên nhiên thú vị và gần gũi. Tác giả hình tượng hóa mưa, nắng thành những hạt mưa, hạt nắng, rồi liên hệ với mẹ, với các bạn nhỏ, với cây lúa, vườn cây để viết nên bài hát Khúc ca bốn mùa. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bài hát nhé. Cho cô biết bài hát này được viết ở nhịp nào? Chúng ta thấy được viết ở nhịp 3-3-8. Thì các em nhớ cho cô tính chất của nhịp 3-8 gần giống như nhịp 3-4, tức là nhịp 3-8 là nhịp có 3 phát, mỗi phát bằng một móc đơn, phát một mặt, hai phát sau nhẹ. Em có nhận xét gì về ô nhịp đầu tiên? Như nãy cô vừa nói, nhịp 3-8 là nhịp có mấy phát?
có 3 phát đúng không các em? Nhưng ô nhịp đầu tiên các em thấy có mấy phát nè? Có một phát thôi. Như vậy ô nhịp này thiếu mấy phát? Thiếu hai phát. Vậy ô nhịp thiếu như thế này người ta gọi đó là nhịp lấy đà. Ở bài hát này các em nhớ cho cô, tính chất của nó là được thể hiện vừa phải và hồn nhiên. Những cái hiệu âm nhạc nào để sử dụng trong bài hát các em? Đầu tiên các em thấy có xuất hiện dấu thăng, pha thăng, đúng không nào? Và ở đây các em thấy khi xuất hiện pha thăng như thế này thì các em biết ngay xác định giọng dùm cô. Ở ngay cuối bài, ngay cái chữ sinh sôi, ngay chữ sôi, các em thấy nó là nốt son. À, như vậy bài mà hóa biểu có pha thăng kết thúc ở nốt son thì các em nhớ cho cô, bài này được viết ở giọng son trưởng. Dấu luyến, các em nhìn bài hàng cô, dấu luyến xuất hiện ở chữ ra, chữ nào nữa nè em, dòng như cô, dòng thứ tư, chữ có. Kế tiếp dòng thứ năm, chữ nắng. Hàng cuối cùng chữ có luôn. Dấu chấm vôi, các em dòng dùm cô, dòng thứ hai ngay chữ lúa, dòng thứ ba ngay chữ vườn, ngay chữ xăm, ngay chữ khi. Và chúng ta còn thấy nữa, à, ngay chữ về đó nào, rồi chữ lại nào, à, chữ khi, và xuống dòng nè, chữ về, rồi chữ ấm, chữ bốn, xuống dòng, chữ mưa, rồi chữ bốn, chữ lớn, chữ bốn, và dòng cuối cùng là chữ mưa, chữ bốn, và cuối cùng là chữ xôi. Như vậy, ngoài dấu chấm vôi, chúng ta còn thấy có các ký hiệu khác như móc đơn ở cuối bài, à, lặng đơn, xin lỗi, dấu lặng đơn ở cuối bài. Và bây giờ tiếp bên tục. Cạnh đó còn có dấu nối các em ạ. À, dấu nối xuất hiện ngay chữ xanh ở dòng thứ ba. Và ngay chữ xôi ở cuối bài nha các em. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe mẫu bài hát này nhé. Hát nắng trên vai em đến trường.
có biết bài hát này được chia làm mấy đoạn các em? À, bài hát này được chia thành hai đoạn nhé. Đoạn 1 từ hạt nắng cho tới thêm xanh. Đoạn 2 là phần còn lại. Đoạn 1 chúng ta chia thành hai câu hát nhé các em. Câu 1, hạt nắng cho tới chỗ bông. Câu 2, từ hạt nắng cho tới thêm xanh. Đoạn 2 được chia thành 3 câu hát. Câu 1, khi trời đổ nắng cho đến sưởi ấm. Câu 2, bốn mùa có nắng cho tới cây xanh và cây lớn. Câu 3 là câu còn lại, bốn mùa cho tới mãi sinh sôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau khởi động giọng nhé các em. Xong câu kế tiếp các em nghe.
vườn phải dừng lại. Cho cây vườn thêm xanh. À, nhớ chỗ đó. Chúng ta hát câu thứ hai kế tiếp. Hòn nắng chuẩn bị. Một, hai. Hạt nắng trên vai em đến trường. Hạt mưa cho cây vườn thêm xanh. Lần nữa nhé các em. Câu số 2. Hạt nắng chuẩn bị. Một, hai. Hạt nắng, hạt nắng trên vai em đến trường. Hạt mưa cho cây vườn thêm xanh. Rồi, chúng ta hát nguyên đoạn một giùm cô nhé, từ đầu nè. Hạt nắng chuẩn bị, một, hai. Hạt nắng cho mẹ ra đồng. Hạt mưa cho cây lúa chờ bông. Hạt nắng trên vai em trên trường. Hạt mưa cho cây vườn thêm xanh. Và sang đoạn 2, câu đầu tiên. À, cô đánh lại nha các em. Ở câu này các em chú ý cho cô, khi ta dừng lại rồi trời đổ nắng, à trời đổ ta đi nhanh. Tiếp tục khi rồi ta dừng lại rồi trời đầy mưa, có nắng về ta dừng lại chút xíu rồi sưởi ấm. Nha, các em nghe lại câu này lần nữa nè, chỗ nào cần dừng nha. Rồi, các em nghe kỹ giờ chúng ta hát nha. Khi trời đổ nắng, chuẩn bị, một, hai, ba. Khi trời đổ nắng, có mưa về dịu lại. Hai, ba. Trời đầy mưa, có nắng về sưởi ấm. Đúng rồi, lại nhắc các em lần nữa nào. Khi trời đổ nắng, chuẩn bị nào. Một, hai, ba. Khi trời đổ nắng, có mưa về dịu lại. Hai, ba. Khi trời đầy mưa, có nắng về sưởi ấm. Chúng ta qua câu kế tiếp nào. Các em nghe nhé. À, xin lỗi lại nha, các em nghe lại. Chúng ta nghe lại. Lần nữa nè. Bốn mua nghe nha. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Chúng ta chuẩn bị. Bốn mùa. Một, hai, ba. Bốn hai, ba. Mùa có nắng và có mưa. Hai, ba. Bốn hai, ba. Mùa cây xanh và cây lơ. Lần nữa nha các em. Bốn mùa. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Bốn hai, ba. Mùa có nắng và có mưa. Tiếp 2, 3, 4, 5, 6. Nghe lại nhé các em. Câu cuối cùng nè. 1, 2, 3. Chúng ta chuẩn bị nào. Bốn mùa. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Bốn mùa. Có nắng và có mưa. Hai, ba. Bốn hai, ba. Mùa. Nhìn đời mãi sinh sôi. Hai,
nhé các em lần nữa câu cuối cùng nè. Bốn mùa, chuẩn bị. Một, hai, ba. Hai, ba. Mùa có nắng và có mưa. Hai, ba. Hai, ba. Mùa nhìn đời mãi xanh rồi. Tốt lắm, chúng ta hát lại toàn bộ đoạn 2. Khi trời đổ nắng. Thấy chưa? Rồi, ta chuẩn bị. Một, hai, ba. Khi trời đổ nắng, có mưa về dịu lại. Hai, ba. Khi trời đầy mưa, có nắng về sưởi ấm. Hai, ba. Hai, ba. Mùa có nắng và có mưa. Hai, ba. Hai, ba. Mùa cây xanh và cây lớn. Hai, ba. Hai, ba. Mùa có nắng và có mưa. Hai, ba. Hai, ba. Mùa nhìn đời mãi xanh rồi. Chúng ta hát lại toàn bài nhé các em. Hòn nắng chuẩn bị. Một, hai. Hòn nắng, hòn nắng cho mẹ ra đồng. Hạt mưa cho cây lúa cho bông. Hạt nắng trên vai em đến trường. Hạt mưa cho cây vườn thêm xanh. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Khi trời đổ nắng, có mưa về dịu lại. Khi trời đầy mưa, có nắng về sưởi ấm. Rồi về nhà chúng ta cố gắng ôn lại bài hát này, khúc ca bốn mùa nhé các em. Cô nhắc lại lần nữa, về nhà chúng ta nhớ học thuộc bài hát khúc ca bốn mùa. Các em có thể sáng tác thêm một số động tác nhẹ nhẹ khi hát bài hát khúc ca bốn mùa nhé. Và chúng ta chuẩn bị tiết số 23, ôn tập bài hát và tập đọc nhạc số 7. Các em thấy đó, bốn mùa của chúng ta thật đẹp. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ với thiên nhiên? Trước tiên, chúng ta phải giữ cho thiên nhiên thật trong sạch. Tức là các em không xả rác bừa bãi nè. Ở nhà cũng như ở trường học, chúng ta ăn uống ở đâu thì rác, chúng ta có thùng rác tới đâu ta bỏ đó. Chúng ta ăn uống ở nhà cũng vậy, nhà nào chúng ta cũng có một thùng rác riêng, chúng ta tập giữ vệ sinh. Và cây cảnh, cây cối ở nhà các em có thể tưới những ngày nghỉ dịch như thế này, chúng ta rảnh đúng không nào. Các em chăm sóc phụ giúp ba mẹ. Nếu chúng nhà chúng ta có cây xanh thì chúng ta chăm sóc cây xanh nha. Còn ở trường thì chúng ta các cành cây các em đừng có bẻ gãy nha. Hoa đẹp thì chúng ta để ngắm chứ đừng hái. Cô mong rằng tất cả chúng ta qua bài hát này, chúng ta biết bảo vệ môi trường sống của chúng ta hơn nữa nhé. Và cô nhắc lại, các em nhớ vào bài học môn âm nhạc. Những bạn đã vào rồi, nhắc các bạn chưa vào để chúng ta cùng vào học nhé các em. Thầy cô Bích Huyền và thầy chú Hoàng Thấu chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.